Ai cũng cần một thứ gọi là snack. Một thứ mà mọi người... Xuống đi. Thật không may, tôi không bán nó trong ngày đầu tiên. Snack là thứ tốt. Snack rất là tuyệt. Này. Hoặc ngày thứ hai. Này. Hoặc ngày thứ ba, thứ tư, hoặc thứ năm. Đó là một bắt đầu đấy. Cuối cùng thì đủ rồi. Bạn biết gì không? Tôi xong với việc này rồi. Gia đình mình đã đúng. Tôi bỏ cuộc. Này, cái nón tuyệt đấy. Ôi chúa ơi, tôi cũng muốn một cái. Thứ đó làm tôi thích thêm. Này, nick của bạn đâu? Bạn bán nó rồi à? Này, không, tôi không bán được. Hết thời gian cho việc đó rồi. Tôi nghĩ thế. Này, lại đây, còn một chỗ. Chúng tôi sẽ cho bạn tham gia. Các bạn đang chơi cái gì vậy? Tôi đang chơi smoker. Cậu đang chơi golfing. Và tôi nghĩ là cậu ta đang chơi... Ồ... Bánh kem, bánh kem. Thế nào? Ai muốn nào? Được rồi, phát cho mọi người đi. Thấy không? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ôi không, đó là những người ở thị trấn. Ai cũng cần một thứ gọi là snack. Một thứ mà ai cũng cần. Snack rất tốt, rất tuyệt. Mong là chúng ta không tới trễ. Đây là chiếc mũ đang mốt. Và đây là vận động viên nhảy. Và lưới để bắt bướm. Là dụng cụ để tập thể dục. Ai cũng cần có snack. Một thứ mà ai cũng cần. Ai cũng cần có snack. Ôi, chúng ta thành công rồi. Chúng ta cần có snack. Mẹ à, là con đây. Con đã nói với mẹ là con sẽ thành công mà. Mẹ cần đưa mọi người trong gia đình đến đây ngay. Chúng ta sẽ trở nên giàu có. Cái gì? Tôi đang tìm tất cả sự giúp đỡ tôi có thể. Đừng lo.